Trong những cái cuộc nói chuyện, giao tiếp hàng ngày của các bạn á, có bao giờ các bạn gặp phải những người mà có thể tạm gọi là những người thích gây mất hứng và làm tuột cái cảm xúc tích cực của người khác hay chưa? Đây là những người có một trong hai đặc điểm sau. Thậm chí có những người nặng hơn thì có luôn cả hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là gì? Đó là những người rất thích thể hiện. Dù cho bạn nói bất kỳ chủ đề nào trên đời thì họ cũng rất đam mê mà thể hiện. Bằng chứng là họ sẽ bắt lấy cái chủ đề đó và nói liên tu bất tận không cho ai nói cả. À, đó là cái đặc điểm số 1. Còn cái đặc điểm số 2 là gì? Nhiều người không chỉ thích thể hiện mà còn rất thích chê. Họ sẽ dùng tất cả những lý lẽ, những thứ mà họ cho là kiến thức tối cao, tối ưu. Và để cuối cùng họ kết luận bằng một lời chê. Và nhiều khi thưa quý vị và các bạn, mình nói chuyện với những người như thế, mình cảm thấy hụt hẫng vô cùng luôn các bạn. Đúng là một cái dạng mà phá hủy cảm xúc. Các bạn tưởng tượng một cái nhóm người có khoảng 5 người đi, thì chỉ cần có một nhân vật như thế này thôi thì 4 người còn lại sẽ cảm thấy rất là bực bội, rất là khó chịu khi mà phải tham gia giao tiếp với họ. Thật luôn các bạn. Vậy thì câu hỏi đặt ra, làm như thế nào để chúng ta có thể khiến cho những người mà phá hủy cảm xúc này có thể bớt ba hoa, bớt liên tu bất tận lại? Và đặc biệt hơn, liệu chúng ta có thể làm cho họ bớt ba hoa nhưng không làm họ ghét mình hay không? À, tưởng đâu viển vông, nhưng chúng ta sẽ làm được chuyện đó. Và đó sẽ chính là cái chủ đề của cái bài ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tạm gọi đây là một cái phương pháp nói chuyện mà ai cũng phải mê hết. Tại vì sao các bạn biết không? Các bạn giống như là một cái người giải cứu một cái cuộc nói chuyện vậy. Mọi người xung quanh sẽ cảm ơn, sẽ mê bạn rất là nhiều nếu bạn có khả năng làm cho những người phá hủy cảm xúc của người khác dừng lại việc đó. Các bạn nóng lòng và sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ vào bài ngay bây giờ các bạn nha. Rồi, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với cái phần gây cấn nhất của cái bài ngày hôm nay. Đó là chia sẻ cái kinh nghiệm để chúng ta có thể khiến cho những người mà thường xuyên làm người khác mất hứng, những người khoái làm tuột cảm xúc của người khác, những người lúc nào cũng cố tình mà cướp lời, mà xen lời, mà liên tu bất tận, chúng ta làm như thế nào để những người này bớt lại những cái thói quen làm người khác mất hứng như thế? Thì thưa quý vị và các bạn, cái đề thì nó khó, nhưng mà cái lời giải thì nó dễ không tưởng luôn các bạn. Nó dễ không tưởng luôn. Nha, tôi chỉ các bạn nha, các bạn để ý giùm tôi cái này. Khi mà các bạn nói chuyện mà các bạn gặp những người như thế, các bạn thử giả điên đi. Các bạn thử giả điên và các bạn hãy đặt cho họ những câu hỏi liên quan tới cái chủ đề mà họ đang nói. Cứ giả bộ như bạn chả biết gì về cái lĩnh vực đó đi và đặt cho họ những câu hỏi mở. Những câu hỏi càng trừu tượng càng tốt. Và nhờ họ giải thích giùm, nhờ họ giải nghĩa giùm. Đó, các bạn cứ làm như vậy đi, nó hiệu quả không tưởng luôn. Nếu mà cái người mà đang nói chuyện với các bạn á, là một người ba hoa, là một người khoác lác, là một người chỉ biết nổ, chỉ thích thể hiện và chỉ muốn nói thiệt là nhiều, thì thưa các bạn, cái câu hỏi yêu cầu họ phải giải thích những cái điều trừu tượng mà họ đang nói á, sẽ đẩy họ vào một cái thế bắt họ phải đối mặt với những thứ mà họ không biết. Đó là một cái lời ép buộc. Anh phải giải thích, phải chứng minh là anh biết những gì anh đang nói. Và cái điều đó rất có thể sẽ gây sợ hãi cho rất nhiều người. Tại vì không ai muốn mất mặt, không ai muốn bị đánh giá là đang nổ, đang khoác lác. Người ta sẽ phải gồng lên, người ta sẽ phải ấp úng, người ta sẽ phải lao đao, người ta sẽ phải kiếm chữ, kiếm ý, làm đủ mọi cách để giải thích và chứng minh cho những gì họ đang nói. Và thưa các bạn, cái công đoạn đó nó rất mệt. Cái công đoạn đó nó mệt vô cùng luôn. Và như một cái phản ứng tự nhiên, họ sẽ tự thu mình lại. Họ sẽ bớt nói lại. Vì nói nữa, rất có thể sẽ bị hỏi nữa. Sẽ bị bắt giải thích nữa. Và nó sẽ mệt nữa. Đúng không? À, chỉ cần một chiêu như vậy thôi. Bạn sẽ hóa giải được rất nhiều những người nổ và ba hoa nhưng thích giành lượt nói của người khác. Và đặc biệt, bạn sẽ biến họ trở thành một người có ý thức hơn khi mà giao tiếp. Bạn sẽ làm cho họ bây giờ chỉ dám nói những gì họ biết mà thôi.
Và với những gì mà họ không biết, họ sẽ buộc phải ngồi và lắng nghe. Chứ không phải gặp cái gì cũng nói, gặp cái gì cũng tham gia, gặp cái gì cũng chê bai giống như hồi trước nữa. Ha, vi diệu lắm các bạn. Đương nhiên lý thuyết là như vậy thôi các bạn. Còn ứng dụng trong thực tế, chúng ta sẽ cần khôn khéo hơn để cái người đó họ không ghét bỏ gì mình hết ha. Họ không có tư thù gì với mình hết. Thì trong thực tế sẽ cần có một vài cái điều cần để ý và dễ hơn hết để các bạn có thể tham khảo. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào luôn cái phần ví dụ thực tế các bạn ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ mà tôi nghĩ là các bạn sẽ rất dễ đồng cảm, vì tôi thấy những cái kiểu giao tiếp như thế này nó xảy ra ở khắp nơi các bạn. Nó xảy ra với những người bạn thân, nó xảy ra với những người ở công sở, nó xảy ra ở những cuộc thảo luận rất nhiều ha. Và nó cũng làm cho chúng ta khá mệt đấy nếu chúng ta không biết cách mà ứng phó như thế nào trong những tình huống cụ thể đó ha. Rồi, thì cái ví dụ cụ thể của chúng ta như thế nào? Bây giờ các bạn tưởng tượng ha. Chúng ta sẽ có một cái nhóm bạn ha, khoảng 4 người đi, bao gồm 4 anh, tên là anh Xanh ha, anh Đỏ, anh Hường và anh Vàng ha. Tại tôi đặt tên đại 4 anh theo cái màu áo đi ha, để các bạn dễ hình dung nha. Thì đây là 4 người bạn, lâu ngày không gặp thì gặp nhau uống cà phê, hỏi chuyện tâm tình đồ chơi, đúng không? Thì khi mà tất cả đã có đủ mặt ở cái bàn cà phê đó, ngồi lại thì phải nói chuyện ha. Thì cái cuộc nói chuyện nó sẽ đại khái như thế này. Tôi sẽ mô tả lại, cố gắng thật nhất cho các bạn hiểu và thấy rõ bản thân mình trong những cái tình huống như thế này ha. Rồi thì trong bàn thì có thể anh Đỏ sẽ nói trước. Anh nói đại loại như là dạo này sao rồi bay? Có gì mới báo cho anh em biết mừng cái coi. Lâu quá không gặp tụi bay. Trời, tụi bay trốn kỹ quá. Đó. Thì nghe xong thì anh Xanh ngồi sát bên anh Đỏ. Thì anh mới trả lời. Tao cũng đang tính mua chung cư tụi bay. Đi làm lâu năm cũng tích góp được, rồi vay thêm mớ, cũng đang kiếm cái chung cư để mà ở. Mà thiệt phân vân quá tụi bay, chả biết chọn sao nữa, hồi xưa giờ ở trọ không có biết khỉ gì đâu, giờ kiếm chả biết kiếm sao. Cái nghe xong anh Vàng ngồi cái bên hưởng ứng theo liền, nói u ghê mày dữ, ở bay sắp được ăn tân gia. Nhưng mà tao nói trước nha, có đi ăn tân gia thì tao qua tao ăn thôi nha, chứ tao không có đi thiệp nha. Bạn bè vui mà các bạn, những cái câu chuyện như thế này rất dễ thấy đúng không? Thì bắt đầu anh Xanh lại mới trả lời, tân tân còn khỉ chứ tân, có mua được đâu mà tân gia, đang tính mà rối quá thì không biết mua làm sao luôn tụi bay. Ha, cái bắt đầu anh Hường, anh ngồi kế bên ha, anh Hường sẽ là nhân vật chính trong cái tình huống này. Anh Hường sẽ nói là thôi mày ơi, ở chung cư phức tạp lắm, không có ham, đừng có ở. À, anh Đỏ ngồi mới nói, ủa sao mày, tao thấy giờ tao ở chung cư cũng nhiều mà. Cái anh Hường anh mới trả lời, tự nhiên nhà ở bên ngoài không sướng, chui vô cái lòng cái hộp làm gì, tù túng lắm, bí bách lắm tụi bay ơi. Mà chưa tính nha, dạo này tụi bay thấy không, chung cư nó cháy đăng báo tùm lum tà la hết, rồi dân ở trong cũng tứ xứ nữa, phức tạp lắm. Nói thiệt tụi bay cho tao cũng không ở, đừng nói mà mua. Có mùi rồi đúng không? Có mùi mất hứng, có mùi tuột mút, có mùi bàn ra. Nhưng mà thôi, vẫn lịch sự. Thì anh Xanh là cái người mà đang kiếm chung cư để mua đó. Thì anh mới nói là, dạy, thôi tùy mày ơi. Tại vì chung cư mà cái số tiền cao cao khá khá, thậm chí là chung cư cao cấp á, thì an ninh người ta nghiêm ngặt lắm. Chứ không có phức tạp đâu mà lo. Đâu phải ai muốn vô là vô đâu mày. Phải có cái thẻ mày mới vô được. Rồi phải dùng cái thẻ đó mày mới lên thang máy được. Chứ không phải ai muốn vô vô đâu, an ninh lắm. Với lại giờ đất ở thành phố mày biết mà, mắc lắm, sao mua nổi. À, thì bắt đầu anh Hường anh chưa nghe hết, anh đớp liền. Thôi mày đừng có để bị mấy cái tụi nó bán nó dụ mày. Bạn tao ở chung cư 10 năm mà không lẽ tao không biết. Đừng có vô, trời ơi phức tạp lắm. Đó. Đó. Thì thưa các bạn đã thấy cái cuộc nói chuyện bắt đầu nó sẽ hơi căng thẳng lên đúng không? Những cái hình mẫu như thế này rất là quen thuộc ở cuộc sống này. Và đại đa số mọi người sẽ bị cuốn theo cái sự tiêu cực, cái sự mất hứng. Rất có thể sẽ là những cuộc cãi vã, thậm chí là nặng hơn, nó dính tới bạo lực nữa. Vì những cái kiểu như thế này rất là dễ để phát sinh những cái sự cãi vã. Tại vì á, ví dụ trong tình huống này anh Xanh là cái người mà đã cất công đi tìm hiểu và đang rối rắm về chung cư. Có thể anh chưa biết một cái nơi nào đó phù hợp để tìm, nhưng anh có kiến thức về chung cư nhất định khi mà anh đi dò xét, đi tìm hiểu. Và anh biết là
ở trong những cái môi trường đó, nếu mình chịu khó mình tìm thì vẫn có những nơi phù hợp, những nơi an ninh, những nơi có hệ thống an toàn nó tốt ha. Còn anh Hường thì anh chỉ đang nói suông thôi. Thì nếu mà trường hợp này á, anh sanh á, mà anh gắt á, thì anh sẽ đẩy cái căng thẳng lên cao và phá hỏng hết cái cuộc nói chuyện này. Ví dụ anh nói thôi mày ơi, nghe mày nói biết mày không biết rồi, mày ở chung cư ngày nào chưa, mà cái thứ như mày chắc gì có tiền để ở chung cư, mà nếu mày có tiền chắc mày ở mấy cái khu chung cư sập xệ thôi chứ dễ mày ở được chung cư ngon. Ví dụ như vậy, bắt đầu móc mỉa nhau, bắt đầu sốc nhau. Có thể là không sốc nặng giống như cái lời tôi mới nói, nhưng bắt đầu sốc từ từ rồi đẩy nhau tới một cái sự căng thẳng chả để làm gì cả các bạn. Đó là một cái sự thất bại của giao tiếp, đó là sự thất bại của nói chuyện. Nếu nói chuyện mà đẩy tới sự căng thẳng thì chi bằng ở nhà đừng nói, chứ mà gặp nhau để rước bực thì nó rất mệt. Đó không phải là cách hay các bạn. Khi mà một người nào đó nói một cái điều gì đó tiêu cực và chúng ta bị cuốn vào đó, chúng ta bị đẩy lên một cái mức căng thẳng, chúng ta bắt đầu cãi lộn rồi bắt đầu chuyển qua công kích cá nhân, chưa bao giờ đó là một cái giải pháp hay cả. Thì ở đây chúng ta sẽ phải dùng tới cái kỹ thuật mà tôi giới thiệu với các bạn hồi đầu bài á. Và cái kỹ thuật đó các bạn làm tốt, các bạn sẽ có khả năng khiến cho anh Hường á bắt đầu ảnh dịu lại ha. Và ảnh sẽ chỉ nói khi anh biết mà thôi, chứ ảnh sẽ không nói bất chấp, bất kể anh không biết, bất kể anh không có một cái trải nghiệm nào, bất kể anh chưa ở trong cái môi trường đó ngày nào ha. Vậy thì chúng ta sẽ thực thi như thế nào đây cho nó đúng. Các bạn còn nhớ cái kỹ thuật mà tôi nói với các bạn không? Kỹ thuật đó là gì? Giả điên. Và hãy hỏi, hãy bắt người ta phải giải thích cho những gì mà họ nói. Chỉ cần như vậy thôi, bạn sẽ đẩy họ vào một cái thế phải giải thích. Và nếu kiến thức của họ có giới hạn, họ sẽ bắt đầu mất bình tĩnh, lung lay và có phần hơi quê nếu họ không làm được nha. Và hãy nhớ một cái điều này, mục đích của cái việc đặt câu hỏi và bắt người khác phải giải thích của bạn á, không phải là để họ bẻ mặt, không phải để chứng minh cho họ thấy mày ngu, mày không giải thích được, no. Cái đó nó còn làm mọi thứ tăng lên nữa, no. Mấu chốt ở đây là cái thái độ của các bạn á, nó phải thực sự như thể là bạn không biết gì cả, đầy sự khiêm tốn ở đây. Kể cả bạn diễn cái sự khiêm tốn thì tôi vẫn đồng tình với các bạn, vì các bạn đang giúp cho cái cuộc nói chuyện này nó trở nên lành mạnh hơn. Tôi cần thấy các bạn thực sự khiêm tốn, như thể các bạn không biết gì, như thể các bạn đang tò mò và cần ai đó giải thích cho các bạn. Đó là cái rất quan trọng của cái kỹ thuật này ha. Thì bây giờ tôi sẽ thực hành cho các bạn thấy. Các bạn còn nhớ cái câu cuối của anh đó nói không? Mày đừng có ngu, bị mấy cái đứa mà bán đó nó dụ. Bạn tao ở chung cư 10 năm rồi nè, không lẽ tao không biết? À đó, thì cái câu nói kiểu như vậy các bạn sẽ thấy rất nhiều trong cuộc sống này. Thì bây giờ bạn phải xác định cái trọng tâm. Bạn không cần phải trả lời lại liền câu đó. Bạn có thời gian để suy nghĩ và xác định cái trọng tâm của những câu nói của cái anh Hường hồi nãy giờ là gì. À thì gần nhất là bạn ảnh ở chung cư. Thì bắt đầu bạn hoàn toàn có thể bắt ảnh phải giải thích là bạn ảnh thực sự ở chung cư hay không, hay là ảnh đang chém gió. À thì bạn có thể nói kiểu này, nhớ là phải khiêm tốn, phải bình thường nha. Bạn có thể nói, ủa, ê có ngại không mày? Không ấy, mày giới thiệu cho tao bạn của mày với. Tại vì thiệt sự mấy bữa nay tao cũng kiếm quá mà cũng không có quen ai mà từng ở chung cư hết á. Không ấy được, cho tao xin số điện thoại, tao gọi, tao tham khảo cái mày. Dù sao cái người ở rồi cũng cho mình nhiều kinh nghiệm. Thí dụ mua không được thì cũng đi kiếm chỗ khác này nọ đồ. Đó, thì đó là một cái câu mà bắt người ta sẽ phải ở một cái thế khá nhức đầu đấy. Nếu hồi nãy giờ chỉ là chém gió, chỉ là thể hiện xạo xạo, thì bây giờ kiếm đâu ra thằng bạn thực sự ở chung cư để mà cho số điện thoại đây. Bắt đầu rung, bắt đầu mất bình tĩnh, bắt đầu phải kiếm một cái gì đó để lấp liếm. Và thưa các bạn, đây là một cái tình huống rất bất ngờ. Người ta không chuẩn bị trước, ai ngờ đâu mà bị hỏi cái chuyện số điện thoại. Thì họ sẽ trở nên rất lúng túng thưa các bạn. Họ sẽ kiếm một cái gì đó để từ chối. Kiểu như thôi, bạn tao, chắc tao phải hỏi nó một cái chứ tao cho không được đâu. Thí dụ vậy, họ sẽ bị lúng túng, họ sẽ bị đẩy vô cái thế đó. Và cái sự khoác lác của họ sẽ tạm dừng lại, tao mới nói nữa, bắt đầu hỏi, xuống hỏi nữa. Thí dụ vậy, và cũng bắt đầu có cái sự mà ý thức rồi. Và các bạn tin tôi đi, cái này tôi làm rất nhiều trong cuộc sống. Như vậy là thôi là ok rồi đó. Và các bạn phải nhớ, khi các bạn hỏi một cái điều bắt người ta phải giải thích và họ ấp úng á, thì thôi dừng ở đó được rồi. Phải cho người ta một cái đường lùi, đừng có ép người ta. Đừng có thấy người ta không cho số điện thoại được cái là ui thì ra nãy giờ mày xạo mày chứ làm gì có thằng bạn nào. Mình nói như vậy còn mệt nữa không? Để người ta một cái đường lui ha, à, lịch sự để người ta một cái đường lui đó. Cái câu hỏi của bạn như một cái sự nhắc nhở họ, à nãy giờ là hơi quá rồi đó. Thì thôi cuộc nói chuyện của mình bình thường lại đi, đừng có cái gì cũng tham gia vô kiểu như vậy. Đó là một cái sự ý nghĩa ý tứ ha.
Còn nếu trường hợp họ cho số điện thoại thì mình có thể tiếp tục luôn. Họ nói là nè, số này nè, đó đó, lưu lại mày. Cái bạn có thể hỏi tiếp là: ơi cảm ơn nha mày, anh này là bây giờ đang ở chung cư nào mày? Hoặc là bạn có thể hỏi: ủa là chung cư anh này là hồi xưa là bị cháy hả mày? Cái họ sẽ phải giải thích có cháy không ta, cái chỗ này có phức tạp không ta. Đó, hỏi tiếp. Bạn sẽ đi vào cái địa hạt của những điều mà người ta không biết. Người ta sẽ phải gồng lên, người ta lại sẽ phải giải thích. Có thể cái giọng của người ta vẫn còn huênh hoang, nhưng người ta bắt đầu mệt. Tôi nói thật các bạn, trong một cuộc nói chuyện, các bạn cứ hỏi ba câu như vậy là người ta hết muốn nói về cái chuyện đó nữa. Để bạn kìm người ta tiết chế lại. Tại vì trong cái bàn cà phê này, một cái người mà có cái thái độ như vậy á, có thái độ như anh Hường á, thì bất kỳ ai nói cái gì đi chăng nữa thì ảnh cũng sẽ tham gia, ảnh cũng sẽ thể hiện, và nó gây cái sự khó chịu, cái sự ức chế. Bạn hiểu không? Hoặc là bạn cũng có thể nói một cái thông tin khác. Thí dụ như là: Ê mày, tao thắc mắc cái này cái chỗ mà mày nói là dân tứ xứ phức tạp ở trong chung cư á. Tại tao thấy có nhiều chung cư cũng 2-3 tỷ. Nói chung là người mua cái đó cũng phải có thu nhập. Cũng được chứ mày, chứ phức tạp. Tao chưa hiểu lắm cái chỗ này mày. Thí dụ như vậy. Đó là các bạn sẽ cần họ phải giải thích. Có 2-3 tỷ vô đó. Thì người ta cũng có công ăn việc làm, cũng có điều kiện này nọ, chứ cũng đâu tới mức mà phức tạp đâu. Thì cái người đó, anh Hường sẽ phải giải thích. Thì cũng nhức đầu à, cũng mệt à. À, có thể là sẽ vẫn giải thích được, nhưng mà mỗi lần giải thích là nó mệt. Các bạn thấy không? Và cái cách chúng ta nói nó rất đơn giản đúng không các bạn? Rất đơn giản. Cứ lấy cái thông tin mà người ta nói ra đó, và nhờ họ giải thích là xong. Trong đại đa số trường hợp, cái kỹ thuật này sẽ giúp cho người ta phát hiện được cái sự không an toàn nếu họ tiếp tục ba hoa và khoác lác. Tại vì cái người ba hoa và khoác lác rất sợ mất mặt. Mà cũng vì cái nỗi sợ mất mặt nên họ luôn phải cố tỏ ra là người có hiểu biết. Thì những cái câu hỏi tế nhị như vậy đó các bạn, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, bắt họ phải giải thích những gì họ nói theo một cái cách khiêm tốn nhất có thể. Thì bạn chỉ cần hỏi một câu nhẹ nhàng thôi, nhưng họ mất rất nhiều sức lực, sức khỏe, rất nhiều neuron thần kinh để có thể giải thích. Và nếu họ giải thích mà các bạn thấy là vẫn còn có thể hỏi tiếp á, mà họ chưa có nhận ra là họ thiếu hiểu biết á, bạn cứ bám theo cái câu trả lời của họ mà hỏi tiếp. Và phải để ý nha, khi mà bắt đầu họ thấy khó chịu rồi, bắt đầu họ thấy quê rồi, bắt đầu họ thấy hơi rồi, thì chúng ta dừng lại để cho họ một cái lối thoát, đừng dồn họ vào chân tường. Thì như vậy mọi thứ sẽ ok hơn. Họ sẽ vẫn nói chuyện bình thường, nhưng họ sẽ chỉ nói những thứ mà họ biết thôi, chứ họ không tiếp tục nói những thứ mà họ không biết nữa nha. Tại vì họ mệt thực sự luôn nha. Nhớ là phải hết sức khiêm tốn, hết sức dễ thương. Khi mà hỏi cái này thì nó hiệu quả khôn lường luôn các bạn ha. Hoặc là bây giờ mình lấy một cái ví dụ khác đi, cũng là trong cái nhóm này đi ha. Nhưng bây giờ câu chuyện nó sẽ qua một cái kiểu câu chuyện khác. Thí dụ như ngồi nói chuyện, cũng nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, thì bắt đầu có một cái chủ đề mới trong cái buổi nói chuyện này. Ha, anh Vàng đi, anh hỏi mọi người là: ê tụi bay, dạo này có cái chương trình gì về nhạc rap á mày? Ê có coi không mấy? Đã nghe xong cái anh Xanh, anh trả lời: coi xong coi. Trời ơi, tao già gần chết mà tao còn ham. Nó hay chứ mày. Đó. Cái bắt đầu anh Hương, anh nghe thì cái bản năng của anh lại trỗi dậy. Anh lại nói: ui, ba cái chương trình truyền hình, cái nào giờ cũng nhảm hết. Tao giờ tao chả có ham hố gì coi ba cái đó hết. Toàn là mấy cái xàm, nhảm nhí, vô bổ. Coi cái nào có ít hơn đi. Đó, ví dụ như vậy. Các bạn thấy không? Cái sự mất hứng, cái sự mà tuột cảm xúc khi mà nói chuyện trong những cái hoàn cảnh này nó luôn luôn có. Đúng không? Nếu mà chúng ta không kiểm soát được á, cuộc nói chuyện chắc chắn sẽ được dẫn tới một cái sự khó chịu. Thế nào chút cũng cãi lộn mà. Thì bây giờ các bạn cứ sử dụng cái cách mà tôi chỉ các bạn. Là sao? Hỏi câu hỏi mở. Mình nhìn vô cái câu nói của cái anh Hường á, mình lựa ra cái chi tiết nào là chi tiết chính, và bắt ảnh phải giải thích. Vậy thôi. Thí dụ như nãy anh nói là câu là chương trình giờ cái nào cũng xàm hết đúng không? Thì bạn có thể lấy chữ xàm đó để hỏi. Bạn hỏi là: ủa xàm là sao mày? Cái ảnh sẽ bị buộc phải trả lời. Ờ, giờ ông nói xàm thì bây giờ ông phải giải thích là nó xàm sao. Thì có thể ảnh sẽ giải thích kiểu chung chung. Hy vọng là ảnh có coi cái show này ha. Nếu mà ảnh không coi thì ảnh giải thích nó còn mệt dữ nữa. Nhưng mà cho dù ảnh có coi hay không coi thì giải thích luôn mệt. Giải thích chi tiết chi ly luôn rất vất vả, rất hao công tổn sức ha. Thì ảnh có thể nói là: ui, nói chung là nhảm, nó vô bổ, mẹ kiếm cái gì học hành đó, coi. Thí dụ vậy ha. Thì trong cái câu trả lời mới nó lại có cái chữ nhảm.
nó lại có cái chữ vô bổ thì bạn có thể lấy cái đó để hỏi tiếp. Ví dụ bạn hỏi là không, ý tao nói nhảm là nhảm sao á, tại tao cũng coi mà tao thấy cũng được, mà tại mày nói vậy nên tao thắc mắc. Thí dụ vậy đó, vẫn hỏi rất bình thường, vẫn rất cầu thị, thậm chí rất khiêm tốn, nhưng lại một lần nữa đẩy họ vô một cái thế bạn phải chứng minh là nó nhảm sao, đúng không? Rất mệt các bạn. Thì cứ thế, cứ hỏi tới, hỏi tới. Đương nhiên, bạn phải quan sát cái thái độ của người ta, xem người ta có đã bực hay chưa, người ta có hơi nóng nóng hay chưa. Nếu nóng nóng thì thôi mình ngưng lại ha, mình ngưng lại, mình để cho người ta lối ra. Tại vì mình dồn riết người ta mất mặt thì người ta càng bực ha. Tức là mình hỏi thì hỏi nhưng phải quan sát cho nó kỹ ha. Tôi lặp lại một lần nữa, cái mục đích của cái việc hỏi này là để nhắc cho người ta biết, à bạn nói khi bạn biết, chứ mà đừng có cái gì người ta nói ra bạn cũng làm người ta mất cảm xúc, cái gì người ta nói ra bạn cũng làm người ta bực bội mất hứng. Thì mình phải điều tiết lại những cái đó. Thì đó là cái mục đích rất hay của những câu hỏi này. Nếu không có những câu hỏi này thì rất dễ bị phá hủy cảm xúc của một cái buổi nói chuyện ha. Vậy thì bây giờ chốt lại chương trình, các bạn làm ơn nhớ nha, cái thủ thuật mà chúng ta áp dụng, cái kinh nghiệm giao tiếp mà chúng ta sử dụng trong cái bài ngày hôm nay á, là một cái thủ thuật rất quan trọng để chúng ta phòng chống được những lời nói có thể gây tuột mood, gây mất hứng, thậm chí là tiêu cực từ những người khác. Và đặc biệt nếu đó là những người thường xuyên làm người khác tuột mood, thường xuyên làm người khác mất hứng nhưng nói rất nhiều, giành giật mà nói, thì đương nhiên những câu hỏi của các bạn sẽ làm cho họ phải dốc sức dốc lòng để mà giải thích những cái yếu tố mà họ nói nha. Bạn cứ càng hỏi chi tiết, càng hỏi sâu xa, càng hỏi trừu tượng thì họ sẽ mất rất nhiều thời gian để giải thích ha. Và đặc biệt nếu cái vấn đề mà họ nói mà họ không biết một cái nền tảng gì cả nhưng họ chỉ thích khoác lác thì cái việc giải thích nó còn khó hơn và mệt hơn rất nhiều ha. Đương nhiên trong những trường hợp hiếm hoi bạn sẽ gặp một chuyên gia, tức là chuyên gia này cái gì cũng biết, cái gì cũng nói được, giống như là một bách khoa toàn thư. Nhưng mà các bạn tin tôi đi, trường hợp đó siêu hiếm luôn. Tại vì một cái người học cao hiểu rộng, cái gì cũng biết thì họ không có khoác lác và không có giành lược nói của người khác đâu, hiếm lắm. Nên thành ra các bạn có thể tin tưởng đại đa số các trường hợp chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp trong cái bài này các bạn nha. Và hãy nhớ một lần nữa, nhớ cho nó kỹ, nhớ cái điều này, chúng ta đặt những câu hỏi như vậy không phải là để làm mất mặt người khác, không phải là để làm cho họ nhận ra là bạn ngu dốt nhưng bạn thích nói nhiều. No, đừng bao giờ nghĩ như vậy. Chúng ta chỉ đặt ra những câu hỏi để họ phải giải thích. Và khi họ giải thích nó không xong thì họ sẽ tự biết rằng, à tôi có cái lỗ hổng trong kiến thức đó, à tôi chưa biết nhiều về nó, à có thể tôi sẽ cần nói ít lại ha. Và như vậy cả một cái bàn, cả một cái cuộc giao tiếp đó nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ tuyệt vời nha. Chứ mà đừng có lấy cái này để đi khịa người khác, thì như vậy là cái phương pháp này nó hoàn toàn bị sử dụng một cách biến tướng nha. Chỉ xài nó trong những trường hợp có những người quá phiền toái trong một cuộc nói chuyện thôi. Còn những người mà lâu lâu nói một lần, nói một cách chừng mực, thì làm ơn đừng có xài nha. Ok, như vậy là bài tuần này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì bye bye các bạn và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé.